quý vị, Bộ Tài chánh Hy Lạp đang soạn thảo dự luật thuế lợi tức, tin từ Athens. Bộ Tài chánh Hy Lạp cho biết đang cố gắng hoàn thành bản dự luật cải cách thuế có thể bảo đảm cứu được quốc gia và làm hài lòng các đảng trong liên minh cầm quyền và các chủ nợ. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Anthony Samaras bác bỏ dư luận, cho rằng ông ta sẽ tăng thuế cho giới trung lưu vì áp lực của các nước cho mượn tiền. Tin tức cho rằng chính phủ định đánh thuế 45% đối với lợi tức trên 26.000 euro và hủy bỏ việc giảm thuế cho những gia đình có con nhỏ. Tin tức tạo thêm sự tức giận của dân chúng. Đảng xã hội và các đảng thiên tả trong liên minh cầm quyền đe dọa sẽ ngăn chặn dự luật tại quốc hội. Bộ trưởng Tài chánh Stournaras nói rằng ông ta đang cố làm hài lòng bộ tam quốc nội và bộ tam quốc tế. Ông Stournaras muốn nói tới chính phủ liên hiệp ba đảng đang cầm quyền và thanh tra bộ tam gồm Liên Âu, IMF và Ngân hàng Trung ương Âu Châu. Liên Âu và IMF đã đòi Hy Lạp phải đơn giản hóa việc đánh thuế, đang bị coi là tham nhũng và không hữu hiệu trước khi trao 9 tỷ euro vào đầu năm tới. Hệ thống thuế khóa mới phải làm cho Hy Lạp thu thêm được 1.1 tỷ euro từ năm 2014. Ngân hàng Trung ương Hy Lạp đã đưa ra một bản phúc trình trong ngày thứ hai, nói rằng người dân Trung lưu Hy Lạp đã bị đánh thuế thái quá. Theo cơ quan thống kê Eurostat, từ năm ngoái thuế đã tăng 37%. Thủ tướng Samaras nói rằng hệ thống thuế đơn giản sẽ không làm ảnh hưởng cạnh tranh kinh tế. Dự luật thuế sẽ đưa ra quốc hội khoảng ngày 11 tháng 12.